Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, Công an huyện Bình Chánh vừa tạm giữ và sàng lọc 15 đối tượng có dấu hiệu tàng trữ và sử dụng ma túy đá. Trước đó ngày 18 tháng 3, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào khách sạn Tân Kim Sơn nằm tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để kiểm tra thì phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy và thu giữ nhiều tang vật như dao tự chế, roi điện, bình xịt hơi cay cùng nhiều bịch ma túy. Bước đầu công an xác định có 4 đối tượng nghi tàng trữ ma túy, 2 đối tượng tình nghi cướp giật tài sản, các đối tượng còn lại tình nghi sử dụng ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 42 viên thuốc lắc, 3 bịch ma túy đá, 2 cây mã tấu tự chế, 8 xe máy và nhiều tài sản có liên quan.